Phong Thủy Thiếu Niên xin gửi lời chào đến tất cả các cô chú và anh chị. Như chúng ta đã biết, đây là thời điểm cuối những năm 2019, là năm Kỷ Hợi chúng ta đã dần qua đi. Mọi cái yếu tố về sự ảnh hưởng của phong thủy năm 2019 vào thời điểm cuối năm này, chúng ta đã chuẩn bị dứt điểm và chuẩn bị bước sang một năm 2020 canh tí với những yếu tố về thiên thời, địa lợi và con người cũng trở nên khác hơn. Vậy thì chúng ta nắm bắt được yếu tố về thiên khí trong một năm 2020 canh tí như thế nào để có những cái sự chuẩn bị dự định thì nó sẽ trở nên một cách tốt nhất. Trước khi vào video thì xin mời các cô chú anh chị chúng ta cùng bấm nút đăng ký kênh cũng như là bấm nút chuông để khi có những video mới nhất của Phong Thủy Thiếu Niên đưa lên thì các cô chú anh chị cũng có thể là lắng nghe, theo dõi cũng như là cùng tham luận với chúng tôi với những kiến thức liên quan đến phong thủy chính tông. Chúng ta biết rằng là đất thì có vận của đất và trời thì có vận của trời, và con người chúng ta sống trong cái vũ trụ đất trời thiên nhiên như thế này mà chúng ta khôn khéo, chúng ta nắm bắt được yếu tố về thiên khí mỗi năm, tức là tận dụng được những yếu tố vận khí của đất và trời để gia tăng thêm yếu tố về tài lộc, sức khỏe, hạnh phúc và giúp cho bản thân của chúng ta trở nên là tốt hơn, thì đấy là một trong những cách mà khôn ngoan để chúng ta ứng dụng yếu tố phong thủy trong cuộc sống. Và chúng ta biết rằng là chúng ta bằng cách là chúng ta sử dụng những cái phương án mà đúng lúc, đúng chỗ và đúng thời điểm thì nó sẽ trở nên là phát huy một cách công hiệu tốt nhất. Ngoài ra kết hợp với những cái kiến thức của phong thủy chính tông để có thêm cái sự minh định cho bản thân mình về những cái kiến thức phong thủy một cách tốt nhất thì sẽ giúp cho bản thân chúng ta nắm bắt được vận trình của bản thân cũng như của ngôi nhà chúng ta như thế nào và có sự chuẩn bị cho một năm 2020 canh tí trở nên tốt hơn. Đấy là cách chúng ta ứng dụng phong thủy trong cuộc sống, nó khác hoàn toàn với cái việc mà mê tín dị đoan các cô chú anh chị nhé. Với cái năm 2020 canh tí, như các cô chú anh chị biết, chúng ta đang ở hạn nguyên của vận 8 với sao Bát Bạch Tài Tinh nhập trung cung, kéo dài từ năm 2004 cho đến năm 2023. Và trong năm 2020 canh tí thì Thất Xích Phá Quân đáo đến trung cung thay cái năm 2019 là sao Bát Bạch Tài Tinh nhập trung cung. Vậy thì Thất Xích Phá Quân nhập trung cung thì chúng ta sẽ thấy phi tinh ra để các ngôi sao đáo đến các tướng và phương vị như nào. Các cô chú chỉ biết là Thất Xích Phá Quân nhập vào trung cung thì Bát Bạch Tài Tinh hẳn là sẽ đến phương Tây Bắc, Cửu Tiểu Hữu Bật thì sao sẽ đáo đến phương Tây, Nhất Bạch Tài Tinh thì sẽ đáo đến phương Đông Bắc, Nhĩ Ác Bệnh Phù tức là sao Phụ Môn sẽ đáo đến phương Nam, Tam Bích Lộc Tồn sẽ đáo đến phương Bắc, Tứ Lục Vũ Khúc sẽ đáo, Tứ Lục Văn Xương sẽ đáo đến phương Tây Nam, Ngũ Hoàng Đại Sát đáo đến phương Đông và Lục Bạch Vũ Khúc thì sẽ đáo đến phương Đông Nam ở trong nhà. Mỗi ngôi sao này thì đây đều mang yếu tố và cát và hung khác nhau. Cái việc chúng ta cần nắm bắt được yếu tố về thiên khí cát lợi hoặc là hung ngoại của các ngôi sao này để có phương án kích hoạt và hóa giải. Trong video này thì Đức Trung sẽ xin nói đến các cô chú anh chị biết về vận khí của hướng Nam. Như các cô chú anh chị biết rằng là hướng Nam, như Đức Trung vừa phi tinh thấy rằng là hướng Nam năm 2020 có sao Nhĩ Ác Bệnh Phù đáo đến hướng Nam, tức là sao Cục Môn. Trong hệ thống cửu tinh thì Nhĩ Ác Bệnh Phù được xếp vào một trong các sao mang yếu tố về sát khí rất lớn, có lẽ chỉ sau là Ngũ Hoàng Đại Sát mà thôi. Nhĩ Ác Bệnh Phù mang yếu tố sát khí của cái sự bệnh dịch, của cái yếu tố về ốm đau, bệnh tật và mang những cái yếu tố khí không có lợi cho ngôi nhà của mình. Ngũ Hoàng Đại Sát mang ngũ hành thuộc thổ mà đáo đến phương Nam năm 2020 ngũ hành thuộc hỏa, bởi thế cho nên hỏa sinh thổ lại càng tăng thêm yếu tố sát khí của Ngũ Hoàng Đại Sát này. Do đó rằng là cái việc mà ngôi nhà của chúng ta mà hướng Nam có giải độ từ 157,5 độ cho đến 202,5 độ, năm 2020 lại rơi vào cái nhà hướng Nam này thì đón trọn vẹn cái sát khí của Nhĩ Ác Bệnh Phù đến, thì nếu như không có phương án đề phòng hóa giải thì nó sẽ mang lại cái yếu tố bất lợi rất là xấu. Vì rằng là Nhĩ Ác Bệnh Phù mang cái sát khí của bệnh dịch, của bệnh hoạn, của ốm đau, của bệnh tật, của những cái điều tai ách, của những cái điều thị phi đến. Do đó rằng là tuyệt đối với cái nhà hướng Nam năm 2020 chúng ta cần phải làm tĩnh lại, làm sạch sẽ, làm gọn gàng và tránh cái việc để ẩm thấp bốc meo, ẩm ướt tại cái khu vực nhà hướng Nam này thì nó trở nên rất là xấu. Đối với ngôi nhà thổ cư phía trước ngôi nhà hướng Nam thì tuyệt đối chúng ta cần phải giữ sao cho minh đường nó trở nên là thông thoáng và sạch sẽ, tránh cái việc mà có nhiều cái đồ hỗn tạp bẩn thỉu trước nhà thì nó khiến cho cái việc phát tác thêm cái yếu tố về khí sát của Nhĩ Ác Bệnh Phù, càng tăng thêm cái khả năng là ốm đau bệnh tật trong ngôi nhà của chúng ta. Đối với ngôi nhà chung cư mà có yếu tố huyền quan, mà đặc biệt là có cái nhà vệ sinh mà nó mở cửa ra huyền quan ấy, thì chúng ta tuyệt đối nên làm cái khu vực này nó sạch sẽ, khô thoáng và sáng sủa lên để tránh cái việc đó là khi mà cái âm khí cũng như cái khí của nhà vệ sinh nó tràn ra ngoài huyền quan, kết hợp với cái việc đó là giày dép đèn lộn xộn, rồi là cái mùi ẩm thấp cũng như là cái sự ẩm ướt của cái nhà vệ sinh nó tràn ra ngoài thì nó càng tăng thêm yếu tố sát khí của Nhĩ Ác Bệnh Phù, thì điều này vô cùng xấu. Do đó là trong phong thủy chúng ta có thuật ngữ là nghi tĩnh bất nghi động, tức là để mọi thứ nó tĩnh lại và không được làm động đậy lên. Đấy, ngược lại hoàn toàn với những ngôi sao cát khí, những ngôi sao cát khí chúng ta lại cần phải làm động chứ không phải làm tĩnh.
Tuy nhiên chúng ta luôn giữ một cái nguyên tắc, đó là mọi thứ cần phải sạch sẽ. Phong thủy đầu tiên là chúng ta xét đến yếu tố đó là sạch sẽ và gọn gàng. Thì đối với nhà hướng nam, năm 2020 thì càng cần phải chú ý đến cái yếu tố này, tránh việc có mọi thứ bừa bộn, bẩn thỉu, ẩm thấp, bốc meo, thì nó càng tăng thêm yếu tố sát khí của những bệnh phù. Thì những thành viên trong ngôi nhà để mang cái ngũ hành tương hợp với lại bệnh thổ của cái ngũ hành thổ của nghĩa bệnh phù thì nó càng tăng thêm, đúng không ạ? Do đó rằng là để mà hóa giải cái ngôi nhà hướng nam thì ngoài cái việc giữ sạch sẽ như Đức Trung có khuyên, chúng ta nên chú ý sử dụng thêm những pháp khí, có thể sử dụng tiền thập nhị địa chi hoặc sử dụng sông ngũ phúc hóa mai để mà hóa giải. Vì rằng là hướng nam năm 2020 Canh Tí thì nghĩa bệnh phù đau đến, đồng thời đây cũng chính là cái hướng mà tuế phá. Do cái việc đó là năm 2020 Canh Tí thì thái tuế đến phương Tí, thì tức là tuế phá, tức là phương ngọ. Bởi thế cho nên rằng là cái việc chúng ta sử dụng cái tiền thập nhị địa chi mang cái đồ hình của thập nhị kỹ thuật Tí sử dụng mã thì tìm ngũ tuần dỡ thiết hợp chạy theo vòng tròn để mang cái yếu tố là ngũ hóa giải cái yếu tố về thái tuế tuế phá, cũng như là mang thêm yếu tố về cát lợi trong ngày nhà chúng ta. Bởi vì tiền thập nhị địa chi được thiết kế theo cái lối như các tập kết kết hợp với vô tận kết bổ, nó mang lại sự hanh thông, may mắn và hóa giải những cái điều khủng hoảng, mang lại những cái điều may mắn tốt đẹp hơn. Thì các cô chú chị nên sử dụng cái pháp khí này. Ngoài ra thì chúng ta có thể sử dụng cái sâu là sông ngũ phúc hoa mai chúng ta treo trước cửa nhà. Với cái sông ngũ phúc hoa mai được thiết kế bởi 5 đồng hoa mai, mỗi đồng hoa mai thì được thiết kế theo cái lối là đồng hoa mai của ngày Tết, mang lại sự vui vẻ, xung vầy, cũng như là kết hợp 5 đồng lại nó mang cái sự ý nghĩa của ngũ phúc lâm môn, của thọ khang hay thông thảo, của những cái điều tốt đẹp, của những cái điều tốt lành nhất của vũ khí đến với ngôi nhà chúng ta, tức là cân bằng giữa kim mộc thủy hỏa thổ. Đồng thời rằng là theo cái lối nhí kết tầng kết của sợi dây nhí cũng như vô tầng kết bổ lại càng tăng thêm yếu tố may mắn, kỹ tà hóa sát và càng thêm yếu tố cát lợi cho ngôi nhà của các cô chú anh chị đối với nhà hướng nam mà năm 2020 có nghĩa bệnh phù đáo đến. Đồng thời rằng là chúng ta nên lưu tâm sử dụng cái màu thảm đặt trước cửa nhà là thảm màu nâu ngũ hành thực thổ để mang yếu tố về tương hòa với lại cái khí của nghĩa bệnh phù. Thì đồng thời nó sẽ giúp cho cái việc đó là hóa giải thêm cái sát khí này. Trên đây là những cái phần chia sẻ của Đức Trung đối với yếu tố vận khí của nhà hướng nam năm 2020 với nghĩa bệnh phù đau đến. Thì các cô chú anh chị nên lưu tâm cho chúng ta có thể là sử dụng cái tài liệu là kích tài lộc 2020 như này, do tài liệu do thầy Đồng Minh trực tiếp biên soạn để nắm được yếu tố vận trình, vận thế của bản thân cũng như các quan sát trong năm 2020 Canh Tí, tức là các thành viên trong gia đình mình. Ngoài ra nắm được yếu tố vận khí của từng phương hướng, từng phương vị cũng như nguyên tắc quan trọng cho việc khai sơn lập hướng để chúng ta có một năm 2020 trở nên tốt hơn. Ngoài ra các cô chú anh chị cũng có thể liên hệ đến số 1900292 bấm nhấn số 2 để được gặp đội ngũ trợ lý của thầy Tâm Viên tư vấn một cách kỹ càng. Các cô chú anh chị cũng có thể là sử dụng cái bản vẽ thiết kế của gia đình mình khi mà làm nhà, thì các cô chú anh chị cũng có thể là mang theo đến với văn phòng của tòa nhà 34T đường Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội, phòng 510 chính là cái văn phòng của thầy Tâm Viên tư vấn. Thì các đội ngũ trợ lý sẽ gặp trực tiếp các cô chú để tư vấn kỹ càng hơn. Các cô chú anh chị chú ý chuẩn bị 3 thứ, đó là bản vẽ thiết kế đúng công năng, tỷ lệ hướng nhà là bao nhiêu độ, cũng như năm sinh các thành viên trong gia đình mình, liên lạc đến số trợ lý hoặc là đến trực tiếp văn phòng để mà gặp các bạn sẽ hướng dẫn các cô chú ý kỹ hơn. Đức Trung xin cảm ơn và hẹn gặp lại các cô chú anh chị trong những video tiếp theo.